Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên lý cộng. Nguyên lý cộng phát biểu rằng nếu một công việc có thể được thực hiện bằng một trong hai phương án, phương án 1 có N1 cách thực hiện và phương án 2 có N2 cách thực hiện, trong đó không có cách nào trong N1 cách thực hiện phương án 1 là giống với bất kỳ cách nào trong số N2 cách thực hiện phương án 2, thì sẽ có N1 cộng N2 cách thực hiện công việc đó. Ví dụ 12, giả sử rằng cần chọn ra một đại diện cho khoa công nghệ thông tin, biết có thể chọn sinh viên ngành công nghệ thông tin hoặc nhân viên trong khoa công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu lựa chọn khác nhau cho đại diện này nếu có 37 nhân viên trong khoa công nghệ thông tin và 230 sinh viên ngành công nghệ thông tin. Biết rằng không có nhân viên nào đồng thời là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Như vậy để lựa chọn một đại diện cho khoa công nghệ thông tin, chúng ta có hai lựa chọn hay còn gọi là hai phương án, đó là chọn sinh viên hoặc là chọn nhân viên. Với phương án 1 chọn sinh viên, chúng ta có 230 cách chọn. Với phương án 2 là chọn một nhân viên thì chúng ta có 37 cách chọn. Bởi việc chọn nhân viên không bao giờ trùng lặp với việc chọn một sinh viên. Do đó, theo nguyên lý cộng, chúng ta có 37 cộng 230 bằng 267 cách để chọn một đại diện. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng nguyên lý cộng. Giả sử rằng một công việc có thể được thực hiện theo M phương án khác nhau và chúng ta sẽ thực hiện phương án 1 thì có N1 cách, còn nếu thực hiện theo phương án 2 có N2 cách, hoặc theo phương án thứ M sẽ có NM cách. Trong đó không có cách thực hiện nào theo phương án thứ Y giống với bất kỳ cách thực hiện nào trong phương án thứ Z với mọi cặp YZ khác nhau, thì số cách thực hiện công việc sẽ là N1 cộng N2 cộng chấm chấm cộng NM. Chúng ta lấy ví dụ 13. Một sinh viên có thể chọn một project từ một trong ba danh sách. Ba danh sách này lần lượt chứa 23, 15 và 19 project khác nhau một cách tương ứng. Và biết rằng mỗi project chỉ xuất hiện trong một danh sách. Hỏi một sinh viên có bao nhiêu cách lựa chọn một project? Chúng ta thấy rằng sinh viên có thể chọn một project bằng cách chọn từ danh sách thứ nhất, thứ hai hoặc danh sách thứ ba. Bởi không có project nào bị trùng lặp trong ba danh sách, do vậy theo nguyên lý cộng sẽ có 23 cộng 15 cộng 19 bằng 57 cách chọn. Ví dụ 14. Hãy cho biết giá trị của K là bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn mã cốt sau đây. Trong đó N1, N2 đến NM là các số nguyên dương. Đoạn cốt như sau. K bằng 0, for I1, từ 1 cho đến N1, K bằng K cộng 1. For I2 bằng 1 cho đến N2, K bằng K cộng 1. Vân vân đến for IM bằng 1 cho đến NM, K bằng K cộng 1. Chúng ta thấy rằng giá trị khởi tạo ban đầu là K bằng 0. Khối lệnh được tạo bởi M vòng lặp khác nhau. Mỗi một vòng lặp được duyệt, giá trị K được tăng lên 1. Để xác định giá trị của K sau đoạn cốt này được thực hiện, chúng ta cần xác định số lần một vòng lặp được duyệt. Và chúng ta chú ý rằng có NG lần duyệt cho vòng lặp thứ Z. Bởi chúng ta chỉ duyệt vòng lặp có một lần. Do vậy, theo nguyên lý cộng chỉ ra rằng giá trị K cuối cùng là số lần duyệt của M vòng lặp, đó là N1 cộng N2 cộng chấm chấm cộng NM. Bây giờ chúng ta sẽ phát biểu nguyên lý cộng theo nghĩa tập. Nếu A1, A2 chấm chấm đến AM là các cặp tập hữu hạn rời nhau, thì số lượng phần tử trong các tập này là tổng của số các phần tử trong mỗi tập. Do các tập là rời nhau, do đó khi chúng ta chọn một phần tử từ một trong các tập AI thì chúng ta cũng không thể chọn một phần tử từ một tập khác, chúng ta ký hiệu là AG, bởi chúng ta không thể chọn một phần tử từ hai tập cùng một lúc.
Do vậy, theo nguyên lý cộng, số cách để chọn một phần tử từ một tập trong số tất cả các tập A1 cho đến AM là, đó chính là số phần tử của tập là hợp của A1 với A2 với chấm chấm hợp với AM, và nó cũng chính bằng số phần tử trong tập A1 cộng với số phần tử trong tập A2 cộng chấm chấm cộng với số phần tử trong tập AM, với điều kiện AI giao với AJ bằng rỗng với mọi cặp EJ khác nhau. Chúng ta lấy ví dụ 15. Trong một phiên bản của một ngôn ngữ lập trình, tên của một biến là một chuỗi gồm một hoặc hai ký tự là chữ cái hoặc chữ số, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tuy nhiên, một tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái và phải khác với 5 chuỗi hai ký tự được dự trữ cho việc lập trình. Hỏi có bao nhiêu tên biến khác nhau trong ngôn ngữ lập trình trên? Bây giờ chúng ta sẽ gọi A là số lượng tên biến khác nhau trong phiên bản của ngôn ngữ lập trình. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó sẽ được phân ra làm hai trường hợp. Chúng ta gọi A1 là số lượng tên biến có độ dài một ký tự, và A2 là số lượng các tên biến có độ dài hai ký tự. Theo nguyên lý cộng thì chúng ta sẽ có A bằng A1 cộng A2. A1 chính là bằng 26, bởi tên biến có độ dài là một ký tự và ký tự này phải là chữ cái. Theo nguyên lý nhân thì chúng ta sẽ có 26 nhân 36 chuỗi có độ dài hai ký tự mà bắt đầu bằng một chữ cái và kết thúc bằng một ký tự. Tuy nhiên là 5 trong số 26 nhân 36 bị loại trừ, do đó A2 sẽ bằng là 26 nhân 36 trừ đi 5, tức là bằng 931 chuỗi có độ dài hai ký tự bắt đầu bằng một chữ cái và kết thúc bằng một ký tự. Như vậy A sẽ bằng A1 cộng A2 và kết quả chúng ta có sẽ bằng là 26 cộng với 931 và bằng 957 tên khác nhau cho các biến trong phiên bản của ngôn ngữ lập trình này. Ví dụ 16. Mỗi người sử dụng trên một hệ thống máy tính có một mật khẩu. Mật khẩu có độ dài từ 6 đến 8 ký tự, trong đó mỗi ký tự là một chữ cái hoa hoặc một chữ số. Mỗi mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ số. Hỏi có bao nhiêu mật khẩu có thể có? Gọi P là tổng số mật khẩu có thể được tạo ra, và chúng ta gọi P6, P7, P8 là số lượng mật khẩu có độ dài 6, 7, 8 một cách tương ứng. Theo nguyên lý cộng, chúng ta có P bằng P6 cộng P7 cộng P8. Để tính P6, chúng ta sẽ có, theo nguyên lý nhân thì số lượng chuỗi có độ dài 6 ký tự là 36 lũy thừa 6, và số lượng chuỗi không có chữ số là 26 lũy thừa 6. Như vậy, chúng ta thấy rằng P6 nó sẽ chính bằng số lượng chuỗi có độ dài 6 ký tự trừ đi số lượng chuỗi không có chữ số, đó là 36 lũy thừa 6 trừ đi 26 lũy thừa 6. Tương tự, chúng ta có P7 sẽ bằng 36 lũy thừa 7 trừ đi 26 lũy thừa 7, và P8 sẽ bằng 36 lũy thừa 8 trừ đi 26 lũy thừa 8. Cuối cùng chúng ta có P bằng P6 cộng P7 cộng P8, tức là bằng 36 lũy thừa 6 cộng 36 lũy thừa 7 cộng 36 lũy thừa 8, tất cả trừ đi tổng của 26 lũy thừa 6 cộng 26 lũy thừa 7 cộng 26 lũy thừa 8, và kết quả bằng số này.